Có một chú này 28 tuổi, chú trên thành phố, chú mở công ty mà bên ngành xây dựng, nhà đất này kia. Thì chú này á, chú đến chú gặp Nhân Đức. Chú nói rằng bây giờ con đang mở công ty bên ngành xây dựng, rồi xong rồi con muốn làm một cái việc gì nữa. Bây giờ con hỏi thầy là hai việc này con chọn bên cái việc nào? Nhân Đức nói rằng là anh nên chọn bên bất động sản nhà đất. Tại vì cái ngành này nó đỡ tạo nghiệp. Và thêm cái nữa là gì? Đất mà, hiểu không? Ông bà xưa nói tắc đất tắc vàng ấy vậy. Ngày xưa cái thời mà đất còn chưa có giá đó, nhiều người chúng ta có khi bỏ đất hoang. Nhưng mà ông bà ngày xưa đã nói nghe tắc đất tắc vàng, rõ ràng không? Mà mình càng suy ra mình nói đúng rồi. Cái góc độ của ông bà xưa thông minh. Suy nghĩ đi quý vị. Người thì đẻ ra nhưng đất thì không đẻ, hiểu không? Người càng đẻ nhiều chừng nào thì đất nó chặt, thì đất nó phải mắc. Nên cái ngành đó là cái ngành có thể dễ làm giàu, mà có góc độ để chọn cái ngành đó. Mà như thế nào mình làm sao cái tâm mình đừng có ác ý là đúng. Nhưng mà chọn một việc đó mà làm thôi. Thì xong khi Nhân Đức nói chuyện xong với chú này, Nhân Đức nói một câu này: nhưng chú nhớ nè, chú mới có 28 tuổi à. Nếu như sự nghiệp của chú mà phát triển trong cái tuổi 28 này thì nó không có tồn tại. Nếu chú muốn nó tồn tại từ 28 tuổi này mà tồn tại giàu sang hết cuộc đời chú luôn là phải làm sao? Phải âm đức. Nó mới âm đức nó mới giàu được. Còn nếu như mà nó không âm đức thì tuổi 28 này nó không bao giờ thành đạt được lâu dài đâu. Chừng vài năm, 4-5 năm gì bắt đầu là sự cố cuộc đời đến với mình liền. Phần nhiều là tuổi trẻ vậy thì nó không nghe đạo, thì bắt đầu nó có tiền là nó tạo ác quý vị, tạo nghiệp. Thì bắt đầu hết phước rồi bắt đầu là quả tai đến liền nói chứ. Nên từ nào đó mà Nhân Đức nói rằng chú nhớ nghe người xưa nói câu nghe: gia hòa vạn sự hưng. Chú muốn thành đạt được sự nghiệp thì quan trọng là gì? Vợ chồng hạnh phúc, dạy con đàng hoàng. Cái đây là cái nguồn gốc để mà thành tựu cái cuộc đời của mình. Và quý vị biết rằng là người xưa nói lập quốc là từ ngay chỗ nào? Gia hòa vạn sự hưng là ngay điểm lập quốc. Tại vì mỗi một gia đình là một tế bào của đất nước, mà mỗi một gia đình mà hòa thuận hạnh phúc thì đất nước này cường thịnh. Nếu như mà một làng xã nào mà gia đình mà ly dị nhiều thì cái xóm đó là cái xóm mà thiếu giáo dục, hiểu không? Thiếu giáo dục nó mới đi vào cái chỗ ly dị nhiều. Chứ cái người mà tiếp nhận giáo dục có đạo đức thì nó đến với nhau rất chung thủy. Từ khi là nó hết duyên hoàn toàn, chứ không bao giờ nó có cái tâm mà thay lòng đổi dạ. Tại vì nó có đạo đức. Tại vì có đạo đức, thí dụ như cái người vợ cùng sống với mình, người chồng cùng sống với mình, lúc mà khổ đau cùng khốn mà người ta sống với mình tới bây giờ, cái đạo nghĩa này làm sao mình bỏ người ta? Mình càng quý trọng người ta. Hoặc là lúc mình cưới người ta vì người ta đẹp, mà mình sống với người ta đẻ hai đứa con người ta xấu đi, thì cái đạo nghĩa này làm sao mình bỏ người ta? Lúc mình cưới người ta gì người ta đâu có rụng răng, mà mình sống với ta thời gian người ta đẻ mấy đứa con hao năng lượng kiệt quệ, cuối cùng da lúc đó giờ mình nói bà giết, nhìn bà xấu gì đâu, ra ngoài gặp mấy con nhái cơm ở ngoài có được ghê, bà nhìn bà thấy gớm. Nói câu đó là nói câu nó không có đức quý vị. Trong khi người ta đến với mình, lúc mình cưới người ta gì là người ta đẹp, mình sống với người ta đẻ con rồi người ta xấu, thấy không? Thì mình phải thương người ta, đó là đạo đức. Còn bây giờ người ta xấu mình chê người ta, mình bỏ người ta là mình mất đạo đức, đúng không? Bà là mất đạo đức như vậy, vậy làm sao tồn tại quý vị? Làm sao vui? Ôi ơi, Nhân Đức đã thấy nhiều ông ba bốn vợ, cuối cùng tuổi già không có một con nào bên cạnh nha, không có đứa con nào nuôi cho nghe. Đúng là nói câu cũng hay: một vợ nằm giường lèo, hai vợ nằm chèo queo, ba vợ đi ra chuồng heo mà nằm. Chưa. Nó nên quý vị biết rằng là nó có đạo nghĩa thì vợ chồng sống khổ cực cỡ nào cũng sống với nhau, cực khổ thì cùng chung tay, còn khi vui sướng thì cùng chia sẻ. Nghĩa là mình sống như vậy thì có đạo nghĩa, mà có đạo nghĩa như vậy thì khổ cỡ nào người ta cũng không bỏ rơi mình.
Còn mình bây giờ mình thay lòng đổi dạ, sau này là cuộc đời của mình như thế nào? Thì cuối cùng là mình phải chịu cảnh cô đơn quạnh quẻ một mình. Tại vì mình bỏ rơi người ta làm người ta cô đơn. Đúng không? Vẫn nghe đạo quan trọng lắm quý vị. Rất là quan trọng. Con người có đạo đức thì sống thường an vui, mà có đạo đức sao bỏ rơi người ta được. Mà con người có đạo đức đố mà đi ra ngoài mà mình kiếm người này người kia, mà mình dối vợ dối chồng mình không có đâu. Có đạo đức mà cái tòa án lương tâm nó phán xử mình nặng lắm, làm sao mình làm được điều đó, đúng không quý vị? Đó, bây giờ đi về đây chúng ta hồi sáng thì một câu ai Phật niệm đến cùng. Bây giờ giờ này chúng ta học tập là nhân cách đạo đức sống thường an vui. Bây giờ cái chỗ này là nó kết hợp này đặc biệt nè. Nếu mà giờ này cũng nói niệm Phật nhiều nữa thì tức khắc cứ nói niệm Phật hoài. Bây giờ chúng ta sống gì cái đạo nghĩa nè. Bây giờ mình là người Phật tử đến chùa mình nghe đạo, mình về mình phải áp dụng đạo pháp trong cái cuộc sống làm người mình chứ. Ví dụ như mình là người Phật tử hướng đạo tu hành, mà mình sống với chòm sớm mà mình mít lòng với tùm lum người chứ. Sai này là ai ạ? Chắc là nói bà đó quá hả? Sai là mình đó. Tại vì mình là người nghe đạo mà mình sống không hòa được với người ta là mình á. Có nghĩa là mình là nghe đạo là đừng có cầu người ta hòa với mình hòa với người ta. Chứ đừng có cầu người ta hòa với mình. Ví dụ giờ các cô ngồi đây quá đông nè, nam coi nhìn coi, một hàng, hai hàng, ba hàng, chó ngoài kia hàng đi, bốn hàng. Còn mấy cô coi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23. Trời ơi, cái gì đâu mà đông dữ hả? Mấy cô ba mươi mấy hàng, mấy ông có bốn hàng à. Mấy ông này héo nha. Thấy chưa? Vậy thì mấy cô thiệt là đông đi đến đây chúng ta nghe đạo để tu hành. Bây giờ mấy cô về mấy cô áp dụng trong cuộc sống đi. Bây giờ gặp một ông chồng, ông ăn nhậu, ông chửi mắng mình, ông dùng những lời mà thô thiển, ông nói mình. Mấy cô lúc trước mà chưa có nghe đạo chứ nha. Ông nói ba bốn câu thì nhịn, nhưng mà cái tới câu thứ tư là bắt đầu vừa phải thôi nghe. Con chó đè đầu nó còn quay lại cắn. Ông vừa phải thôi nghe. Không. Bắt đầu là bụp lại, vợ chồng cấu xé. Ở trong nhà có cái tivi, ông chồng tức quá, tao đập tivi. Vợ nó, ông con đập đi. Khôn ghê không? Đập đi. Trong lòng ông chồng nói, tao hù thôi, tao định đâu có đập mà mày nói tao không dám mà. Búp. Tivi của ai à? Tivi của tao. Cuối cùng phải tivi của vợ không? Rồi cái cài làm cho thiệt là cực khổ đi kiếm tiền mua tivi mới đúng không? Dạy không? Cái chi mà ông chồng nói, tao đập tivi. Nó, mình im re, mình đi ra chỗ khác đi. Ông dọa mình sợ rồi. Ông thấy mình sợ rồi, không lẽ ông đi cầm tivi ông đập. Còn mình đàn bà mà mình nói, đập đi. Đập đi khỏi coi. Còn nói thêm câu chim câu gì nữa chứ. Thì ông nó tức, bước. Rồi mai mốt hai chồng đi cài mua tivi khác. Khổ không? Cầm cái búa ra có cái tủ FV rồi có kiến nữa. Nhậu về tôi đá tủ bây giờ. Ông đang đá đi tủ của ông mà. Cuối cùng phá nhà phá cửa, cuối cùng cực khổ làm để mà đi sắm lại. Thấy không? Bây giờ mình là người nghe đạo rồi thôi. Lúc ông chồng ông tức mình đi ra sau bếp mình ngồi đi. Không có ai cười mình đàn bà mà sợ chồng đâu. Người ta cười đàn ông sợ vợ chứ không cười đàn bà sợ chồng. Mà mình bây giờ mình nói rõ ra mình cũng phải sợ chứ không sợ gì. Đúng rồi nghe. Thí dụ như mình là đàn ông đi. Mình đi làm về, mình thấy vợ mình nói nhà nó túi bụi, nó nấu cơm rồi con cái giặt đồ lau nhà dọn dẹp tùm lum. Mình là đàn ông mình đi làm gì, mình vừa nhìn thấy cái cảnh gì thôi, mình bước vô mình dọn chén phụ vợ. Mình bước vô mình dọn cơm phụ vợ. Có nghĩa là những gì mình làm được mình làm. Rảnh được thì làm, nói chừng à. Xong mình thấy vợ mình nó làm quá cực, mình phải có cảm giác là con vợ làm cực nghe. Chứ không phải mình quá thương vợ mà mình chiều chuộng nó mà mình làm mà mình để nó giũa móng tay. Cái này không đúng, đúng không? Nhưng mà mình biết con vợ mình nó rất cực, nó rất siêng năng. Thì mình đi làm về mình cũng phụ vợ mình tay. Mình là người đàn ông vậy á, người đàn bà người ta kính trọng mình lắm. Không phải xem thường mà là rất kính trọng. Rồi mình ngồi bên cạnh người ta mình nói chuyện,
em rất là cực, nên những gì anh phụ em được là anh phụ à. Thôi bữa nay em mệt quá, để đồ để cho anh giặt nha. Sao đâu, người đàn bà nó cảm động vô cùng vì cái chỗ này. Mà đã cảm động rồi, người đàn bà bỏ mạng vì mình đó quý vị. Bỏ mạng vì mình á. Mà đã là cái tâm mình dành cho người ta như vậy thì bắt đầu mình khéo léo người đàn ông là làm sao. Mẹ cha sanh anh ra cực khổ lắm, chưa có một ngày nào sống được vui vẻ đầy đủ. Nên em làm dâu, em vì anh cố gắng thương yêu cha mẹ anh. Từ cái tâm mình đến với người ta như vậy, mình nói cho người ta là phải thương yêu cha mẹ mình. Cha mẹ khó khăn đừng có buồn cha mẹ nghe em. Cha mẹ sống bữa nay chưa biết ngày mai còn sống hay không. Đó là người đàn ông khéo léo đó quý vị, chứ không phải là người đàn ông mà nhu nhược đâu. Khéo léo đó. Nó từ nơi đó mà người đàn bà này quá kính trọng người chồng, phải hiếu thảo với cha mẹ của mình chứ. Còn mình á, đem cái tấm lòng của mình nè để đến với cha mẹ của vợ mình. Những cái gì mình suy nghĩ được cho vợ thì suy nghĩ, đến với cha mẹ vợ tức khắc vợ mình cảm thấy vui có một người chồng như vậy. Thì tức khắc dù cỡ nào cha mẹ mình khó, vợ mình cũng chiều chuộng được. Gia hòa vạn sự hưng, đúng không? Sự nghiệp nó thành đạt được là từ nơi một gia đình như vậy mà thành đạt gia đình, sự nghiệp, thấy không? Quý vị nhớ đó nghe. Nên những điều này quan trọng lắm á, để áp dụng trong cuộc sống đó quý vị. Nên Phật Pháp phải đem áp dụng trong cuộc sống thì Phật Pháp nó có ý nghĩa dữ lắm. Còn nếu như giờ mình học Phật mà mình cầm giỏ đi đầu này đầu kia tối ngày mà mình không áp dụng trong Phật Pháp. Niệm Phật giảng sanh, về nhà đi ngoài niệm Phật an lạc ghê. Về nhà gặp cái mặt thằng chồng thấy mất ghét, con cái mặt mày thèm nhem chút nhút, nhà cửa bày hày, chắc mai mốt tao đi vô chùa ở luôn quá. Thất bại rồi, thì sao không vậy được? Mình đi học Phật để đem Phật Pháp về nhà áp dụng mà. Chứ đâu phải đi học Phật rồi mình bỏ nhà bỏ cửa mình vô chùa ở đi trốn tránh trách nhiệm. Sai lầm rồi, hiểu không? Mình phải biết nhà mình chứ. Mỗi một người học Phật mà xây dựng được một gia đình như vậy thì mình hỗ trợ cho đất nước xã hội mình lớn, đúng không? Phật Pháp á, có thể hỗ trợ cho đất nước càng ngày càng tốt mà. Chứ đâu phải chúng ta học Phật là để lôi kéo con người bỏ nhà bỏ cửa, không phải. Bậy bạ quá, không có phải đâu. Vì nhớ những đức học Phật hơn 11 năm nay, những đức không có đi đâu hết trơn á. Đây là duyên của những đức, vì những đức có công việc nên những đức không đi đâu. Còn quý vị thì đi đến đây là để học tập tu hành, về rồi mình áp dụng trong cuộc sống gia đình của mình. Chứ những đức cũng kêu quý vị mà cứ đi hoài ở nhà sáng tối dụng công tu, rồi nghe đạo đức tin nhân quả, sống là một con người, làm chồng có trách nhiệm làm chồng, làm vợ có trách nhiệm làm vợ, làm con hiếu thảo cha mẹ. Quý vị mà sống như vậy thì một con người giải thoát rồi. Con người như vậy là con người giải thoát chứ người sao? No. Nên từ nơi đó quý vị biết rằng một chiếc điện thoại bị reo vậy, quý vị tạo nghiệp lớn lắm á. Tạo nghiệp không phải với những đức, không phải với Phật đâu, mà tạo nghiệp với đại chúng đang ngồi. Bao nhiêu con người đang phóng cái tâm lên quý vị biết không? Trong lòng mẹ nào chậu, thầy đang giảng mà nó để điện thoại cái ghéo gì đó, chậu đắp điện thoại bây giờ. Trong tâm á, cái tâm đó là tâm gì? Cái tâm nó vừa khởi sân hận lên là một cái hạt giống của ở đâu? Địa ngục của người ta đó. Mà chính quý vị đã tạo ra cái nhân để mà gầy ra cái hạt giống trong tâm cho người ta đó, thấy chưa? Nên cái công đức của một con người mà niệm một câu Phật hiệu mà bao nhiêu con người nghe thì công đức lớn biết nhiều nói. Nhưng mà làm cái nhân mà cho người ta khởi lòng sân á, cái tội này nặng lắm. Nên nhân đức nói rằng quý vị vô đạo tràng, quý vị tắt nguồn điện thoại đi. Tại quý vị làm động là động đại chúng á. Trong kinh Phật nói đức chúng như biển cả mênh mông. Vậy thì quay ngược, nếu quý vị không tạo đức trong chúng thì tạo nghiệp trong chúng. Tạo nghiệp trong chúng thì lớn cũng như biển vậy đó. Đó. Nên từ nơi đó mà chúng ta cùng ngồi nghe chia sẻ gì để mình hiểu. Mình hiểu cái nhân cách sống. Thí dụ như mình là người nghe đạo pháp tin nhân quả, cái hành động chạy xe ra đường của quý vị nó cũng có nhân cách nữa. Thí dụ như bây giờ đoạn đường người ta cho chạy 40 cây số, tập chạy đúng 40 cây số giờ không nói chừng.
Không có nói rằng bằng đêm mà chạy 50-60, không. Chạy đúng 60, chạy đúng 40 chứ quên nó lộn. Chạy đúng 40. Vì sao? Vì đoạn đường này nhà nước quy định cho mình chạy 40 cây số giờ. Nếu bằng đêm chúng ta chạy 60 sẽ tập thành quen cái tính này. Biết đâu một ngày nào chúng ta sẽ bị bắt, bắt tử công an đứng thì sao? Đúng không? Và cái hành động đó nếu mình chở con cháu mình, con cháu mình sẽ học theo là có công an thì chạy 40, mà không có công an thì chạy 60. Cái hành động đó chính mình làm, dạy con cháu mình sẽ làm theo. Có ngày con cháu mình sẽ có vấn đề xảy ra. Khi mà chạy xe là tuyệt đối không bao giờ chạy xe vượt đèn đỏ. Khi tới đèn đỏ bình tĩnh, tới đèn đỏ bình tĩnh nghe không? Đừng có mà tới đèn đỏ mà trong tâm của mình háo hức. Có nhiều người chạy xe tới đèn đỏ nó háo hức cái tâm mình lắm. Nhìn nó nhìn cái đồng hồ mà tính giây đó. Trời sao lâu quá. Cái lâu cái rảnh cái lấy cái tay làm nè. En. Làm gì vậy? Nó để nó tới giờ qua thôi. Chứ hoặc là còn có 2-3 giây nữa. En. Gì ạ? Bởi vì xảy ra tai nạn đó. Cứ qua từ từ qua thôi. Muốn cái tâm bình tĩnh vậy thì cái lúc mà đèn đỏ đó, ngồi trên xe bình tĩnh, ngồi làm gì? A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. 1 giây, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Đèn đỏ 100 giây, chúng ta niệm được 100 câu Phật hiệu, đúng không? Còn nếu như quý vị mà không niệm Phật thì bắt đầu là nhìn giáo giác. Lâu quá. Lâu quá. Em lâu quá. Thấy không? Bắt đầu là có khi càng nữa chứ. Càng cả phía trước. Kỳ cục không? Chính Nhân Đức đi xe rồi đường Nhân Đức mới thấy được chỗ này á. Mỗi lần mà tới đèn đỏ, Nhân Đức chạy xe cái đường này nè, chạy ra tới ngoài kia là đèn đỏ. Mà cái đèn đỏ mà qua bên đó là nó tới hơn 100 giây. Nhân Đức ngồi còn mấy anh bên kia sang hơn nghe mạnh. Nhân Đức nói kệ mày, làm gì làm tao. Ngồi im gu. A Di Đà Phật, A Di Đà, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Rồi 2-3 giây nữa tới đèn xanh, Nhẫn Đức nhẹ nhàng ra một cái là qua đường. Còn mày không niệm được câu Phật hiệu nào đúng không? Đó, đây là cái áp dụng cho cuộc sống đúng không? Nó một cái. Tuyệt đối không có cái chuyện chạy xe ra ngoài đường mà đang chạy xe vậy mà tự nhiên khạc nước miếng. Nó tầm bậy lắm á. Ôi, dưới quê mình ưa bị dính cái vụ này lắm mấy bạn. Ôi ôi, đang chạy xe mà chạy tốc độ nữa chứ. Bọn quần đùi ở chằn. Dưới quê là ưa có vụ này lắm. Đang chạy. Trời ơi, phía sau chạy đến văng vô cái mặt. Cái thằng mắt dại. Mày đứng lại. Trời ơi. Mày khạc nước miếng văng vô mặt tao. Có khi không văng vô mặt mà cái bọt nước miếng nó văng vô mặt người ta. Cái hành động này là hành động tạo nghiệp. Vô hình chung tạo nghiệp. Không biết thấy chưa. Hành động này vẫn gọi là hành động thiếu văn hóa. Đúng không quý vị? Nó... Rồi chạy xe vượt đèn đỏ là hành động gì? Đi học bằng lái xe nói là hành động thiếu văn hóa, vượt đèn đỏ. Tuyệt đối mình là Phật tử biết tu hành chạy xe không vượt đèn đỏ. Nhớ nè, chạy xe tai nạn là cái việc gấp gáp mà chạy mà xảy ra tai nạn đó. Nên ở ngoài đường mới để cái câu thà chậm 1 giây đừng gây tai nạn. Đúng không? Cái câu này hay. Câu này nhà nước ghi. Thà chậm 1 giây đừng gây tai nạn. Thì cái câu này nó phù hợp với chúng ta nói là do gấp gáp mà xảy ra tai nạn đúng không? Mà con người mà khi mà cái việc gì quý vị mà gấp gáp quý vị ưa hư việc lắm. Nhất là mấy bà đàn bà là ưa gấp gáp lắm. Khi làm cái gì rồi là như con gà mắc đẻ vậy nè. Lúp chụp ở trong bếp nấu ăn. Lúp chụp cuối cùng khét hết trơn 2 chảo đồ ăn luôn à. Ví dụ như người ta bắt 2 chảo đồ ăn lên đi, người ta tính cái chảo này vừa bắt trước, cái chảo kia bắt sau, cái nồi canh cái bắt cái bên nồi cơm, mình tính kỹ hết cái nào trước, từ từ xuống, từ từ điểm xong hết trơn à.
Trong thời điểm mình đang nấu ăn đó, mình rảnh bắt đầu là mình cứ lao bếp, quét bếp còn gọn gọn gọn. Rồi đầu mình nhìn đồ ăn, cứ lao từ tốn rồi ngồi rảnh niệm Phật. Nấu ăn không bao giờ bị khét, mà nấu ăn xong cái bếp sạch bon. Cái kiểu mà nấu ăn, đang nấu ăn chạy ra: chị ba qua ngồi chơi một chút rồi chị. Chị ơi, bữa nay anh ba đi làm ở đâu chị kia. Chị ngồi đợi. Nồi nồi canh chiên khét đồ ăn rồi. Nó đang nấu ăn mà đi nhiều chuyện á, nên chạy vô lăn xăng, cuối cùng khét đồ ăn. Chứ đúng ra mà ngồi nấu đàng hoàng, rồi vừa nấu vừa quét cái bếp cho sạch sẽ, cái chỗ mà nấu ăn của mình á, mà cái bếp nó sạch là mình nấu ăn thoải mái. Còn mình nấu ăn mà cái bếp dơ mình dễ sân si lắm, biết không? Quý vị coi cái chỗ nấu ăn trong của những đứa nhà bếp kìa. Những đứa bước vô mà dơ là những đứa gậy mấy cô mình liền. Tại vì những đứa ngày xưa nấu ăn đã sạch thì mấy cô mới tiếp nói là vậy mà. Mấy cô, mấy vị coi nhà bếp mình nấu một ngày bao nhiêu trăm người ăn. Mấy vị, mấy cô vô trong nhà bếp mình coi phải sạch quá không? Nó bóng dữ lắm luôn. Nó, rồi ôi, lao dưới cái sàn nhà bếp mà lao bóng ngờ, có khi không dám mang dép vô luôn. Đó, thì cái nhà bếp mà sạch vậy thì tâm tư nó thoải mái, nhà sạch thì mát, bát sạch ngon cơm, đúng không? Mình là người phụ nữ, trong bếp mình nó phải sạch sẽ, chứ không phải là rác mình quét, mình dồn, mình quét vô cái lỗ kẹt. Tự nhiên quét rác mà quét vô trong sàn nhà, dưới đít sàn, cái trên cái giường, quét tấp. Tới Tết môi ra, chuột, bọ, gián, nó ỉa, trời ơi, nhà tanh rinh. Đàn bà đó, đàn bà sao? Ôi trời ơi. Ôi, mình xem lại đi nghe quý vị. Nhà mình thà nhỏ nhưng cái nhà nó phải sạch. Quét nhà là phải quét ở đâu? Quét từ trong sàn quét ra. Cái người mà biết quét nhà là quét ở đâu? Quét trong cái sàn quét ra. Còn người mà không biết quét nhà mà làm biến là quét ở đâu? Quét ở ngoài, quét vô. Tấp không à? Trời, nhất là mấy bà làm biến tấp. Xong cái nhà. Tại vì cái nhà nó giường để nhiều á thì tấp vô giường. Tấp chùm tháng thôi là trong rác không, dán nhện nó đầy ở bên trong hết chứ. Đó là đàn bà gì biết rồi. Bày hay. Nên ngày xưa người ta đi coi dâu á, cái người xưa người ta kỹ á, ta đi coi con nhỏ này, ta đến nhà, ta quan sát, ta nhìn sàn nhà. Thấy sàn nhà sạch là nhà kỹ đúng không? Còn ở ngoài sạch mà ở trong mà dán nhện là nhà này dơ. Tại vì ngày nay biết có người đến coi nên quét ở ngoài cho sạch, trang trí ở ngoài dán nhện ở ngoài quét. Nhưng ở đích sàn dơ là biết nhà này thường ngày ở dơ. Đó, thấy không? Quan trọng đó nghe quý vị. Có khi bản thân mình thì tối ngày ăn diện nhưng mà cái nhà thì dơ đó. Bước ra ngoài thì như bà hoàng, mà cái nhà thì như chuồng heo. Ta cười chê chết đó nghe quý vị. Chứ đừng có nói mà: trời ơi, cả năm nay đi làm không à. Nên nhà cửa không có dọn dẹp. Mấy ngày Tết tranh thủ buổi tối dọn dẹp. Năm mới dọn lần. Khổ ghê. Cái thân mình năm mới tắm lần, quý vị chịu nổi không? Có nhiều người đây. Tết bận quá buổi tối dọn nhà đúng không? Cũng có những người dọn nhà buổi tối quý vị. Đi quét dán nhà, đi sơn nhà, năm dọn lần. Cái thân thì mỗi ngày tắm vậy, cái nhà cũng phải mỗi ngày dọn nha quý vị. Dù là nhà nghèo, nhà cũ nhưng nhà sạch. Nhà sạch thì mát. Mình đi làm gì mình bước vô nhà thấy thoải mái à. Mà bước vô gia đình mình, hai vợ chồng đi làm hết trơn, trong gia đình có để cái máy niệm Phật nữa. Nhà sạch sẽ mát mẻ, đóng cửa là để máy niệm Phật ở trong đó đó. Niệm Phật suốt trong đó luôn. Đi làm gì mở cửa ra nghe những đức niệm A Di Đà Phật. Nó tâm tư nó nhẹ nhàng liền, thấy chưa? Nghe câu Phật hiệu cái là nhẹ nhàng gì sao? A là vô, Di Đà là lượng, Phật là giác. Tức khắc cái tâm tư này nó nhẹ nhàng. Hiểu không? Thấy những cái điều này để mà bổ túc cái đạo đức cho mình, thấy rõ ràng chưa? Nó bổ túc đạo đức. Nó rồi nhà mà nuôi gà, nuôi heo đồ phải nuôi cho đúng nơi đúng chỗ. Cái phong thủy của cái gia đình quan trọng lắm. Thí dụ như bây giờ á, ở trên thì ở, dưới nuôi heo, bên cạnh nuôi gà.
bên đây nuôi thỏ, rồi nó xả phân ra ngủ ở trên, ngửi mùi phân giết thành quen. Nhà mình ai vừa bước vô nhà mình cái chịu không nổi. Phong thủy đó tốt không quý vị? Phong thủy mà mùi phân không tốt không? Đó. Nên từ nơi đó mà tại sao chúng ta mặn ăn không lên nổi, mà dù có lên đi chăng nữa chúng ta cũng không vui đó. Vì sao? Vì mỗi ngày cái phong thủy nhà mình nó nặng quá, không ai đến dám đến nhà mình chứ. Cái nhà mà nuôi heo nuôi gà mà phân tiểu dơ giấy, quý vị nấu một miếng đồ ăn quý vị cho người ta ăn, ta không dám ăn. Nhà nó dơ quá. Còn gặp mà bán quán đố mà ai dám ăn đó. Từ khi ngoài lạo mới lỡ ăn, còn chờm sớm không ai dám mua. Nhà này ghê lắm. Trời ơi dơ giấy lắm. Thấy chưa? Thấy không? Nên từ nơi đó nhà cửa nó phải đàng hoàng sạch sẽ. Đó là cái nơi ở của mình. Khi ngủ thức dậy là phải chiếu mền, phải xếp đàng hoàng. Chứ không phải ngủ thức dậy mà đàn bà ngủ thức dậy mà cái mền để đông, cái gối để tay nha. Bày hay của đó là chết luôn. Rồi xong á, chiếc chiếu không xếp lại để chiều nằm luôn á. Chiếc chiếu thì nằm ở dưới thì bụi một lớp ở dưới chiếc chiếu á. Dở chiếu lên à, đậy lại tiếp tục nằm nữa. Nói không? Nên đó là cái việc gì? Đó là cái việc mà mình dạy con gái đó quý vị. Cái hành động của người đàn bà như mình dạy con gái. Còn nếu mình bày hay sao dạy con gái đây? Con gái nó nhìn mẹ nó làm Iran luôn. Đúng không? Đó, phải không? Đó là một cái nhân cách sống đặc biệt. Quý vị coi chùa mình rộng, quý vị vô để quý vị coi đi. Phải là xung quanh chùa sạch sẽ không? Quý vị đi một vòng đi. Những đức mà nói mà đi một vòng mà những đức thấy để một cái ghế mà ngay một cái đường đi là những đức sáng những đức nói rồi đó. Mà chùa mình đông người thì nó vẫn có nhưng mà nó không đến nổi. Những đức nói cái ghế của mình đem ra ngồi, ngồi xong mới đem lại chỗ cũ. Quy tắc là như vậy thôi. Còn thí dụ như mình sống trong chùa, mình đi vòng mình thấy một cái lá cây nó rụng, mình lụm cái lá cây này mình bỏ vô cái thùng rác. Vì trách nhiệm mỗi một con người chúng ta đều là phải giúp cho cái hoàn cảnh sạch sẽ. Ai cũng có trách nhiệm nhưng đúng không quý vị? Chúng ta cùng sống mà. Thí dụ như hàng Phật tử vô đây ăn cơm, cái hộp cơm để đúng nơi đúng chỗ. Ăn cơm xong đem chén xuống nhà bếp để sao cho đàng hoàng. Mình được quyền dùng nhưng mà mình không được bày hay để làm cho người ta khác phải bận tâm về mình. Thí dụ như đi nguyên một khoái đòn, mình nằm ngủ, ngủ xong rồi xếp cái mền, cái gói chồng lại ngay chỗ đó đó. Ngày mai tự người ta sắp xếp sao chuyện của người ta. Nhưng tôi nằm ngủ xong cái mền, cái gói của tôi phải xếp lại để y chỗ đó lại cho người ta. Cái hành động như vậy thì hàng Phật tử là được giáo dục đàng hoàng. Nên Hòa Thượng này khen cái lượng người mà khi những đức hướng dẫn tu mà đi qua bên Đại Tùng Lâm. Hòa Thượng nói hồi đó đến đâu có đông nhiều đâu. Chương trình xong rồi dọn mấy ngày muốn chết luôn. Bây giờ từ khi ông những đức ông hướng dẫn tới bây giờ ngày lễ cũng đông. Xong rồi sáng mai sạch bóng. Phật tử người ta hiểu quý vị. Chùa của mình chương trình bữa nay gì, ngày mai là quý vị coi ngôi chùa mình trở lại bình thường luôn. Tất cả dọn dẹp hết. Đêm hôm là phải dọn dẹp hết. Sáng mai nghỉ tính sao. Chứ không có được mà tổ chức xong rồi để tùm lum tùm la hết trơn. Rồi ngày mai rồi nằm ngủ tứ tung là không có được á. Dọn dẹp cho xong đi, ngày mai mệt thì cho ngủ. Chứ không dọn dẹp mà ngày mai nằm ngủ là chết. Không có được đâu. Thấy không? Nó quy tắc đó quý vị. À, nhớ á à. Nên đi đến đây quý vị coi, dù là chúng ta nằm một chỗ nào chăng nữa nó cũng sạch sẽ, dù là chặt chội nằm chánh điện này kia tùm lum, nhưng mà chúng ta thật sự mà nói mình cũng hết lòng rồi đó. Tại vì đông quá quý vị à, chùa mình không là hơn 300 người mỗi ngày rồi, giờ lượng Phật tử mà ngày nay người ta đổ về nó rất là đông đó. Nên từ nơi đó mà mình nằm hơi chặt chặt nhưng mà thật sự mình cũng hết lòng rồi đó. Nó nên rất mong quý vị khi nghe Phật pháp gì này, nó gần gũi quý vị để áp dụng ở trong cái cuộc sống của mình để mà sống cho thật là tốt. Nhớ đó. Chứ thêm cái nó đừng có hốt rác nhà mình mà liện qua nhà người ta nghe. Nó rác nhà mình mà bỏ vô một bọc chạy xe ra cái chỗ nào vắng vắng, bịch bịch cái nơi mà liện rác không đúng nơi đúng chỗ. Dù nhiều người liện nhưng tôi không liện. Vì sao? Thêm một người là thêm một cái tội. Vì do gì cái hành động mà là người ta bỏ tôi bỏ,
Vì người ta nhảy xuống hầm, mình cũng nhảy xuống hầm theo nữa hả? Mình là người học Phật, nghe đạo đức mình phải nhìn nhận chứ. Nó làm cho người ta mà gọi là phiền phức thì mình đừng có nên làm việc đó quý vị. Đó mới là cái người có âm đức. Những đức thật sự mà nói học Phật á, 11 năm nay á, những đức sống trong đây, những đức làm việc, những đức thấy ra quý vị. Thấy ra rồi đem cái này để chia sẻ cho quý vị đó. Nên nhiều người chúng ta tuy học Phật mà nhiều khi không hiểu thì mình thất bại. Nên cái điều như Đức nói là nó xác thực trong cuộc sống. Nó không có gì cao xa để cho quý vị phải nặng đầu suy nghĩ chứ. Nói là nghe là biết liền, không nói chứ. Nên con người mà có nhân cách đạo đức thì quý vị sống vui à. Không bao giờ làm phiền người khác, không có làm phiền ai chứ. Đó, nên mình ở đây đông gì mà nó có tập thể, nó có đoàn thể. Dù ngồi ăn cơm đi chăng nữa, mình nói chuyện vui vài câu, mình nói cho tiệc đói, mình có la lối sùm. Không có la lối sùm trong chùa. Còn tới giờ người ta ngủ phải để cho người ta ngủ. Bây giờ nguyên một cái nhóm người, người ta nằm trong một căn nhà thiệt là đông, người ta ngủ. Tự nhiên mình ngồi dậy hai bà nói chuyện sùm hết chứ. Mặc kệ, không để ý ai chứ, thua rồi, đúng không? Cái giờ người ta nằm ngủ, hoặc là mình nằm với hai ba người người ta đang ngủ, mình không có được ngồi nói chuyện. Mình ngồi nói chuyện mình làm động người ta không ngủ được, mình không suy nghĩ đến người ta, hiểu không? Ví dụ như mình là người nằm ngủ mà người ta nói chuyện thì bản thân mình cũng đâu có chịu đâu. Nhưng mà cái lúc mà sắp sửa ngủ mà gặp ai nói chuyện mà mình ngủ không được, mình tức lắm quý vị. Tức lên, có khi tức nó dằn, làm bộ nhắm mắt mà thật sự không ngủ được. Trời con mẹ này, nói chuyện hoài, hai mẹ ngủ đi, xù xì hoài. Nằm kế hai bà ngủ đủ gì, siêu 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 quê. Cái đầu tiên là nói lớn, cái đầu la, cái đầu hai bà. Bà kêu nói, im đi, xù xì quay máy nói. Thấy không? Nên thôi, im đi. Thấy không? Sống trong tập thể mà quý vị. Trời ơi, nó đâu có đơn giản. Nên mình là nó áp dụng trong cuộc sống là mình nhìn nhận. Cái giác quan nó nhạy được, đúng không? Nó nhạy. Ví dụ như mình đi đến nhà người ta có nồi cơm có chút xíu à, ta mời mình ăn cơm, cái nồi cơm có chút xíu à, mình nhìn quan sát 1, 2, 3, 4, 5 nồi cơm lớn bớn gần chén xong, cơm còn chút xíu à. Mình làm khách hiểu biết nhà người ta nghèo đúng không, người ta bớn mình một chén cơm đầy, mình nói cho ô anh, ô anh, ăn chung vui gia đình thôi chứ. Mới ăn cơm đằng kia quá trời no cái bụng, sớt nửa chén thôi. Tại vì sao? Nhìn cái nồi cơm nhỏ quá, hiểu không? Ăn nửa chén thôi, để cho con người ta ăn, đúng không? Chứ không phải là đói quá ăn chén xong vét nồi cơm của người ta. Mấy cái gia đình người ta đói nhìn khách này mai mốt chứ không dám mờ đến. Mấy đứa con tụi đói, vét nồi cơm xịn nhất chứ. Thấy chưa? Trời, có những người mà cũng thiệt thà mà nó vô tình quý vị. Thiệt thà mà vô tình, gọi là hiền khô quý vị không? Thiệt thà hiền nhưng mà không có chí, hiền khô, không có nhìn được cái địa thế mà sống. Ta hiền chí, hiểu không? Nồi cơm ta nhỏ bớt nửa chén, nhìn mấy đứa con mặt hiu hắt, thấy cái ông chồng thì mặt ốm nhom, tại ông đói ông làm việc sao nổi đi nuôi gia đình, đúng không quý vị? Thôi bớ nửa chén ăn, mình đi kiếm chỗ khác mình ăn, nhà này thấy nghèo quá, đúng không quý vị? Đó, không ăn thì sợ người ta buồn, ăn chút thôi, nó ăn chút thôi, làm bộ nói mới ăn đằng kia no lắm, thật sự cũng đói. Không, đó 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 quý vị, phải có cái góc độ đó mà sống, nghe chưa? Cái góc độ đó mà sống. Vậy thì quý vị đi đến đâu mà người ta không thương? Đi đến đâu người ta cũng thương chứ nha. Nên những cái điều như Đức chia sẻ ở đây mà có khi chúng ta vô tình nè. Vô tình á, sống ở nhà hai bên nhà kế bên, rác bên nhà mình tấp, tấp qua bên nhà người ta, cuối cùng hai bên chửi lộn. Hoặc là ở chung cư á, mình ở lầu cao á, nước nó tạt xuống. Chơi kiểu này là cái kiểu mà gọi là chồm sớm mít lòng, đúng không? Rồi hoặc là rác đồ á, mình luyện dơ giấy làm cho chung cư hôi hám,
Đó, ở trên tạt nước xuống đại. Đây là thiếu văn hóa. Có một lần trong chùa mình, những đức mấy bà cụ trên lầu uống nước đó, những đức đi ngang, bà trên tạt xuống, bà trên mới nhìn xuống mới thấy những đức làm những đức lên, những đức hỏi bà nào, bà nói dạ con không có. Thấy chưa, trời ơi, trên tự nhiên uống nước mà ngộ. Nghe người mình cũng ngộ lắm, uống nước uống thì sao, uống nửa ly nửa ly, kỳ cục ghê. Uống nước là phải uống cho hết, uống cho hết, hứng nước là hứng vừa khả năng mình uống, hiểu không? Còn khi chai nước người ta mời mình uống nửa chai, còn nửa chai phải cầm đi, phải cầm nửa chai nước suối đi, vì nước mình đã uống rồi, còn nửa chai mình phải cầm đi. Còn khi hứng nước là phải hứng nước cho hết, còn khi gót nước là gót vừa phải thôi. Ví dụ như giờ mình mời khách, mình đem cái ly trà bá vậy nè, gót nước đầy ly cho người ta, sao tôi uống hết thì chờ, tôi mà uống hết thì tôi nằm tay chỗ này tôi chết luôn á. Còn gắp đồ ăn cho người ta thì gắp cái cục bự trà bá vậy nè, bỏ vô chén sao ăn. Thí dụ như bây giờ mình mời khách, mình cũng nhìn cái người, ví dụ như cái người này, người ta mình thấy người ta cũng trí thức rồi, bận đồ đàng hoàng rồi, trang điểm đồ phấn son, thì mình cắt đồ ăn mình mời người ta mình cắt nhỏ nhỏ thôi. Vì sao? Vì cái miệng người ta tha son nhiều quá mà bự sao người ta ăn. Nhìn nghe quý vị, cái miệng tha son đỏ chói luôn, phấn son tùm lum, thì mình cắt nhỏ nhỏ cho người ta gắp nhỏ nhỏ. Tại vì cái miệng mà tha son là nó mở miệng, nó không dám miệng lớn, không mở lớn được, nó gắp chút xíu rồi bỏ làm nè, đúng không? Còn cái người mà quý vị thấy họ tự nhiên mà họ mà vì văn làm tay chân nặng nề thì việc cắt cục bự bự một chút. Tại vì sao mấy người này là ta ăn tự nhiên tới gấp nè, như Nhẫn Đức nè, Nhẫn Đức nè, cắt cục bự bự đi, cục bự thấy không? Đó, vậy đó mà sống nhìn nhận, phải không? Nhìn nhận ra đó, nhìn ra chứ. Đó cái nhân cách sống này đặc biệt lắm quý vị, tuyệt vời lắm quý vị, mà sống mà nhận thức được gì nghe. Trời, cái cách đối nhân xử thế của quý vị nó tuyệt vời gì đâu, mà có âm đức, có phước lớn, phước lớn á, chẳng phải giỡn đâu. Mà cái gia đình quý vị người ta thích đến lắm, người ta tạo cơ hội gia đình quý vị nhiều lắm, nhiều cái người ta tạo cơ hội gia đình mình. Nên những đức nói rằng là con người á, mà có đạo nghĩa thì tức khắc là con người sống vui là gì đó, nghĩ về người khác nhiều, nghĩ về người ta nhiều. Thí dụ như những đức nói với mấy cô trong chùa mình á, chùa mình thì người già nhiều, nên mấy cô nấu cơm, cái tiêu chuẩn của nấu cơm là nấu cơm phải mềm, nghe không? Nên ở chùa mình mà nói nấu cơm tấm gì đó nó thôi, cơm tấm là nếu mà nó nhão nó thành cháo luôn á. Nên cơm tấm là phải nấu khô để nó rờ, hiểu không? Mà khô quá mấy bà già mình khó ăn, nên thôi không nấu cơm tấm. Cơm là phải nấu cho mềm, vì chùa mình người già nhiều, hiểu không quý vị? Còn đồ ăn phải nấu đồ ăn mềm nhiều, chứ đừng nên nấu đồ ăn cứng. Thầy đồ cứng cứng già không có răng sao ăn. Có nhiều bà già trong ăn sườn tội nghiệp ghê, sườn chay ấy vậy, sườn chay mà kiểu mà nó ép là cứ ngắt á, rồi mấy cô mình chiên khô nữa, đúng là thảm thương thiệt chứ. Sườn chay đó mà bẻ 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 mà có răng nhai mà nhiều khi còn trời ơi, quý vị biết cái miếng sườn chay mà muối chưa, cứ ngắt luôn á, chiên xong mà bẻ gúp gớp á, trời, mình mà có răng mà mình cắn mình làm nè, nghiến gì đó. Chứ không chi mấy bà già, trời, mấy bà già mình mấy bà cũng khôn ghê luôn. Có khi mấy cô mình chiên lên thì bà phải ăn chứ sao giờ, tội ghê. Mấy bà múc một chén canh, bẻ sườn bà liện vô canh, bà ngâm, ngâm xong ngâm xong mềm mềm quý vị, vô miệng thì bắt đầu bà chấp, bà chấp, bà chấp cho mấy cái mềm đó đó nó vô miệng mới được. Rồi bà chấp qua cái đoạn mềm tới cái đoạn cứng, đoạn cứng bà liền vô chén canh nữa. Ồ, mình nhìn thấy cái cảnh ăn gì đâu mà nó khổ vô cùng quý vị ơi. Nên thôi mình nói mấy cô ơi tôi lại mấy cô nấu mềm giùm tôi đi. Thấy mà bà già ăn thì thôi tội nghiệp quá, phải không? Ôi trời ơi, bỏ vô miệng bà mà mình nhìn thấy bà cái lưỡi đó là những đứa nói cục sườn nó lòi ra đó, bà chấp chấp chú à, lòi cục sườn ra, cái bà cầm cục sườn lên mới nhìn,
nhúng vô nước nữa, cái bỏ vô chấp nữa. Trời ơi, nguyên một buổi cơm mà ăn cái đó, mày nghĩ nó tội không? Trời ơi, phải nhìn nhận vậy đó. Đúng là khổ thiệt. Thấy chưa? Mình ỷ mình có răng không à, mà mình quên đi người không có răng. Nó già nhiều mà. 350 người là nó tầm hết 250, già rồi. Có nhiều bà đú không còn cái răng nào chưa? Ngậm, trời ơi. Nên nó mỗi lần mà Như Đức ăn cơm xong rồi Như Đức đều nói câu á: ai ăn sao thì cứ ngồi ăn đi nghe. Mình mà không nói câu này mà mình niệm Phật ấy, mấy bà nuốt giọng. Tại vì bị một lần. Hồi xưa Như Đức chưa nói câu này mấy chú. Như Đức ăn cơm thì mấy chú biết rồi, Như Đức thì nhìn biết rồi. Răng thì to, miệng thì bự, thì cái khả năng ăn của Nhân Đức là mấy anh em biết rồi. Mà ngày xưa mà đi làm trên thành phố mà bị bà sư phụ bà chửi á, chịu 3 năm ăn nhanh. Ăn lúc nào cũng đứng ngay cái nhà bếp ăn, không ăn nhanh ghê lắm. Tại ăn chậm vô bà chửi mình, giết mình sợ mình ăn nhanh nuốt trọng không à. Liền 3 năm nuốt trọng, trời ơi. Bây giờ ai mà ăn lợi Nhân Đức. Thí dụ như vô buổi ăn 20 phút, Nhân Đức ăn có 7 phút à. 7 phút là Nhân Đức đi vòng vòng chùa chơi một chút quay lại. Bữa nào cũng vậy chứ ha. Tại vì sao? 3 năm luyện công phu nuốt trọng. Tội nghiệp phải không? Nuốt trọng không mấy vị. Hồi xưa ăn kìa. Luyện công phu mấy năm. Trời ơi, xưa phụ bếp ấy bị chửi. Mày đợi phụ bếp chửi te tua luôn. Ăn nuốt trọng không? Tao bao tử chết luôn. Mà bây giờ thì biết rằng mấy bà già ăn 20 phút ăn chưa xong. Nên mình thấy chúng người ta ăn 70%, 80% xong rồi. Mình phải nói lại một câu: ai ăn chưa xong cứ ngồi ăn nghe. Vuốt lại một câu đó. Niệm Phật xong bả ngồi ăn tiếp tục, ngậm nữa. Chưa. Nó nên nó mấy cô nấu ăn ở nhà bếp đó. Nấu đồ phải cho nó mềm mại. Cái mấy bà già phải ăn. Nó còn bánh Tết nè. Quý vị khắp Phật tử khắp nơi nơi mà muốn mua bánh đem lại chùa mình đó nghe. Mua bánh mềm. Tại vì mấy bà già nhiều phải không? Chứ đừng có mua thèo leo cái trời. Trời ơi, có cô Phật tử kia, cô gỡ vô trong chùa 100kg thèo leo. Mà cô nói: thầy ô, thèo leo này là thèo leo miền Tây, nó rẻ vô lắm thầy. Ô thầy. Nhưng Đức nghe nói thèo leo miền Tây là những đó là ừ, rẻ lắm. Tôi miền Tây mà tôi biết nó mà, rẻ lắm. Nhưng mà tôi cũng bị mẻ cái răng về nó. Trời, nó cứng dữ lắm mấy vị ơi. Mà trời, bà chơi 100kg thèo leo bà gỡ lên. Trong khi chùa bà già không à. Đú răng không sao cắn thèo leo. Nhưng Đức nói thôi lỡ rồi cô mua rồi, thôi tùy hỷ. Nhưng Đức thì chắc cô không dám nói ngay cô, mà thôi để nói cho chúng nghe. Thì coi á, nên nó già không chơi 100kg thèo leo gỡ lên. Con mua 100kg thèo lèo gỡ cho thầy để năm nay cho các cụ ăn Tết. Nhưng Đức nói, bộ cô muốn mấy bà già 2021 chết hay sao rồi? Thì coi á, 100kg thèo lèo, nó sắp sửa gỡ lên á. Đức nói gì? Xong cái điện cho bà nói, thôi thôi cô có thể đổi 50kg mức được không? Thì coi đó, nào phải mua đồ mềm cho cụ ăn. Đó, cái đồ gì mềm mềm ta dễ ăn đúng không? Nói vậy mấy bà già với bà gật đầu thấy chưa? Mấy bà cụ già bà nói đúng không thầy, nói đúng không? Bây giờ mình có cha mẹ nhà mình mua cho cha mẹ mình ăn đồ mềm mềm á. Cái gì mềm ngon dễ ăn. Mình mà có cái tâm vậy sao này mình không có bị rụng răng hay chưa? Tại vì mình có tâm mình nghĩ cho người ta nên răng mình không có rụng. Còn mình chứ ỷ lại là mình có răng mình cắn lia lịa, chứ mình không suy nghĩ người ta không có răng á, thì mai mốt thế nào mình không bị rụng răng hết trơn. Bỏ tật. Nó nên nó bị nhớ á. Từ nơi đó những điều như Đức chia sẻ đây quý vị thấy vui mà gần gũi đúng không? Nhưng mà áp dụng trong cuộc sống đó, áp dụng thử đi, rồi vì sẽ thấy cái lợi ích của nó. 11 năm đi tu, những Đức chỉ có sống vậy thôi, thương các cụ và lo cho các cụ vậy thôi đó, chứ không có gì cao xa hết trơn á. Nên Phật pháp mà những Đức chia sẻ quý vị thấy nó gần gũi vô cùng không?
không có gì cao xa cả. À, nó, nên trong chùa mình nói chuyện nói hoài nói cũng không hết nữa, mà nói vui á. À, buổi sáng khi bà ngồi ăn cơm mà mấy bà già mà bà đến bà gặp mình á, nói chuyện mấy câu cũng vui. À, nên nó có những bà mà quý vị biết rằng bởi vì tuổi già khổ lắm quý vị ơi. Phật nói mà sanh khổ, già khổ, bệnh khổ, chết khổ. Đó, bốn cái khổ này ai cũng dính phải chứ. Nên Đức Phật A Di Đà ngài mới phát nguyện tiếp dẫn chúng sanh về thế giới cực lạc tuổi thọ vô lượng. Tuổi thọ vô lượng nên không bị cái chuyện mà già bệnh chết. Sanh ra từ đâu? Hoa sen. Chúng ta vì mang bốn cái khổ này là sanh từ đâu? Từ cái duyên của cha mẹ gần gũi nhau, ái nhiễm mà sanh ra mình. Nên mình khi vào bụng mẹ thì mình ở trong cái bụng máu, mình ở trong bụng máu. Mẹ uống một ly nước lạnh thì chúng ta lạnh như trong địa ngục mà hàn băng. Mẹ uống một ly nước nóng thì chúng ta nóng như là địa ngục bát nhiệt. Ở trong đó nó lẫn lộn trong máu, lẫn lộn trong phân tiểu, nằm trong trong á. Đó, nằm trong đó đó. Nó dơ giấy gì đó quý vị. Nên chúng ta quên sạch hết trơn. Khổ quá rồi. Khi mẹ mà sắp sửa sanh thì bắt đầu nó quay người mình, gió nó thổi nó quay mình. Nó quay mình giống như mình trên núi mình gớt xuống vậy đó. Ừ. Nó quay mình. Ghê lắm. Từ nơi đó mà vừa sanh ra, gió thổi như là nó cắt da thịt của mình vậy đó. Nên quý vị coi có đứa con nít nào mà sanh mà không khóc không? Quý vị về hỏi cha mẹ con sanh con có khóc không? Không khóc cũng bị bà mụ bà nhéo cho khóc. Khổ quá nên ai sanh ra cũng khóc. Nên cái sanh khổ, có người càng ngày càng lớn đi già khổ, chúng ta ai cũng sẽ mang bệnh, bệnh khổ. Cuối cùng cái kết thúc cuộc đời chúng ta là chết khổ. Nhớ không? Cuộc đời con người cuối cùng cái gì tồn tại quý vị? Chúng ta làm người sống có nghĩa tình là thấy nó bình an, hạnh phúc. Quý vị coi bao nhiêu con người giàu sang không nghe được đạo, họ chỉ biết gom thâu mà họ không biết thương người. Cuối cùng một hơi thở thở ra không hít vào, có khi ngủ một đêm ngày mai chết queo. Của cải không cầm theo, vợ mình đi có người khác, con mình hư hỏng, chúng ta lại cầm nghiệp đi xuống gặp vua Diêm Vương tính sổ. Vì thấy cuộc đời vô nghĩa không quý vị? Vô nghĩa không? Nên những đức nghe được chỗ này, hiểu được chỗ này, bây giờ mình thấy cuộc đời mình sống, mình lo cho mấy trăm bà già này, mình thấy nó có ý nghĩa cuộc đời quý vị. Nên những đức nói Phật Pháp cứu cuộc đời mình. Nên mình đem Phật Pháp này mình giới thiệu nè, để mỗi người chúng ta tiếp nhận Phật Pháp quý vị. Tiếp nhận Phật Pháp sống cho nó có ý nghĩa của cuộc đời. Thí dụ như có nhiều cô ngồi trong đây, mấy cô mang nghiệp phá thai nhiều lắm á. Cái nghiệp này là cái nghiệp giết con nè. Phật nói bốn cái duyên đòi nợ trả nợ, báo ơn báo oán. Con đến là duyên như vậy. Trong bốn cái duyên này, nếu nó đến báo ơn mà giết đi thành báo oán, nó đến nó đòi nợ mà giết đi nợ chắc chồng. Nhiều cô trong đây mang nghiệp phá thai lắm nè. Lúc nào nó cũng trừng mắt ở bên cạnh mấy cô để chờ cơ hội. Có khi gia đình lộn xộn lu bu, vợ chồng bất hòa, con mình ngỗ nghịch, mình nuôi nó khôn lớn mà nó trở mặt lại với mình, nó đều là nhân quả chứ. Chứ đâu phải bỗng không đâu. Đứa con thì đứa nào cũng là con, nhưng mà đứa được sanh ra mình nuôi thương yêu, còn đứa thì mình giết nó mình không nuôi. Cái quan hồn nó theo mình, nó chờ cơ hội, hoặc là nó kích thích đứa con kia để nó quay ngược lại với mình. Tại vì nó không có cái thân này để mà trực tiếp đòi nợ, thì nó phải dùng một cái linh thức của nó để mà điều khiển cái đứa con kia. Vì đứa con kia khi cái tâm ác, cái tâm xấu thì bắt đầu là nó điều khiển được đứa con kia để bắt hiếu với mình. Hoặc là vợ chồng vừa kinh cãi về một việc nhỏ thôi mà nó làm cho đôi vợ chồng này phải đấu tranh nặng nề. Tại vì sao? Vì cái nghiệp sát sanh là như vậy đó quý vị. Mấy bữa trước những đức đọc một câu chuyện sát sanh ở Đồng Tháp. Cái ông này làm nghề sát sanh mà ổng là
chiên pha thuốc độc, tẩm cá vào thuốc độc, xong theo đường bờ, ông giải theo đường bờ để mà cho cò ăn. Cò ăn cá này, cò trúng độc, cò chết, ông đem cò đi bán cho quán nhậu, quán ăn. Ông làm nghề đó cũng nhiều năm quý vị. Thì biết rằng là ông chiên pha chế thuốc độc mà không mùi, chiên luôn. Một ngày kia ông vừa pha hai chai thuốc, định cầm đi tiếp tục làm cái nghề gì. Xong bữa đó ông đi, sao ông quên cầm hai cái chai thuốc độc đi. Ông vô trong đồng rồi, tự nhiên quên hai chai thuốc độc. Ông tranh thủ về để lấy. Thì về gia đình của ông có hai đứa cháu ngoại với một đứa cháu nội. Nó cầm hai cái chai thuốc độc, nó uống sạch nhách hết trơn luôn. Rồi lăn ra chết tại chỗ luôn. Xong gia đình hờn trách ông sống được 3 ngày mà ông bị hờn trách vô cùng. Ông buồn quá, ông pha thêm chai thuốc độc nữa. Ông đi vô ngay cái bờ lúa mà ông thường mà hành cái nghề mà tẩm cá trong thuốc độc để cho cò ăn đó. Ông dùng chai thuốc độc, ông uống, ông nằm ngay bờ cái bờ lúa, ông chết tại chỗ luôn. Quý vị coi, phải nhân quả không? Phải nhân quả không quý vị? Đó. Nên những đức nói với quý vị nghe nghe, tất cả những cái người làm nghề sát sanh sẽ không tồn tại đâu. Chúng sanh thương nhất là thân mạng, chư Phật Bồ Tát thương nhất là chúng sanh. Cứu được thân mạng chúng sanh, tròn tâm nguyện chư Phật Bồ Tát. Sát sanh hại vật thì là đi ngược lại tâm từ bi của chư Phật Bồ Tát. Ông chờ có đức hiếu sinh, ông chờ mà có đức hiếu sinh. Những đức thấy có một cái lễ, có một cái lễ, những đức không tiện nói ra cái lễ đó, nhưng quý vị để ý, vì là học Phật để ý cái lễ đó. Trước ngày của cái lễ là nó lạnh và mưa. Cái lễ đó xong rồi, hết lạnh hết mưa, vì cái lễ đó sát sanh nhiều quá, bao nhiêu con chó bị giết, bao nhiêu con vật bị giết. Trong khi nói ông chờ có đức hiếu sinh, mà mình lại ngại ngay ngày lễ của một vị giáo chủ ra đời mà sát sanh hại vật nhiều. Cái sát sanh hại vật đó, những con vật nó chảy nước mắt, nó khóc, linh hồn nó hận thù, thì nó làm cho bầu trời này lạnh lẽo. Cả ông chờ cũng phải rơi nước mắt. Vì sao? Vì cái ngày lễ đó mà đi giết nhiều như vậy, nó không đúng nguyên lý. Ông chờ còn phải rơi nước mắt và cảm thấy lạnh lẽo. Lạnh lẽo là gì? Là cô đơn, lạnh lẽo, đúng không? Linh hồn không siêu thoát là cô đơn, lạnh lẽo. Đó. Quý vị coi cái ngày lễ của Phật giáo là khuyên người ta cái gì? Ăn chay. Còn phóng sanh nữa, còn nói đạo đức cho người ta nghe. Nên tất cả những người nghe đạo, quý vị phải tập ăn chay trường. Chính Nhân Đức ăn chay trường hơn 11 năm nay nè. Nhân Đức thấy bây giờ Nhân Đức còn mập hơn ngày xưa Nhân Đức ăn thịt nữa. Mập hơn, khỏe hơn, thông minh hơn. Trời ơi, vậy tại sao mình không nhìn nhận điểm này? Nói bị nhớ đó, ý nghĩa lắm. Ai đau chân cứ thẳng chân ra, đừng có sợ. Thấy không? Ngồi đau chân mà thẳng chân ra tội gì? Thấy không? Nó cho phép. Từ nơi đó chúng ta về đây, chúng ta ngồi với nhau để chia sẻ cái gì quý vị? Trong lòng mình thật sự mà nói, chư Phật Bồ Tát cũng muốn quý vị sửa đổi lỗi lầm. Nên bây giờ quý vị chỉ cần mà những cái gì cần sửa thì sửa. Có những người chúng ta cái sai cần sửa thì không sửa đâu, mà cái điều không cần thiết thì chấp nhất nặng nề. Đó. Bây giờ chúng ta cần sửa cái gì cần thiết, như một số điều như mới vô những đức nói đó, đó áp dụng trong cuộc sống á, cái đó đó là sống tốt á. Nên hồi tối hòa thượng ngày nói một câu á, nhiều đất nước khác bây giờ người ta đang bị dịch bệnh, người ta chết quá trời luôn. Còn trong khi đất nước mình bây giờ quý vị còn ngồi ở đây như vậy để mà chúng ta cùng niệm Phật về, quý quá. Hòa thượng ngày nói một câu hồi tối rõ ràng, ngày nói chứng tỏ là người dân Việt Nam chúng ta hiền hậu nhiều. Hiền hậu nhiều, hiền đức thì nó mới được bình yên, đúng không? Đó. Thí dụ như nước Nhật, như Đức có coi một cái câu chuyện nước Nhật mà nước Nhật mỗi năm nó có một cái lễ mà giết cá heo quý vị. Cái lễ của họ, tự nhiên họ gom mấy con cá heo lại hết, xong họ dùng dao họ đâm, họ chém. Máu mà được rồi, quý vị biết là linh láng một cái vùng biển đó, mà máu cá heo linh láng.
mà nó làm xong rồi một thời gian ngắn sau, tức khắc một cái cơn bão thiệt lớn nó ập vào cuốn cả thành phố đó. Vì coi đáng sợ chưa, cái tội sát sanh nó nặng lắm. Nên những đức đã thấy rất là nhiều cái gia đình mà quý vị biết rằng làm nghề sát sanh đi biển thường là chết bất đắc kỳ tử. Có khi nếu mà thọ mạng còn, dù là mấy chục năm đi biển, nhưng mà gia đạo không bao giờ gia đạo có ngắt đầu lên nổi. Nghèo nàng mà thiếu nợ nàng, bán hết vàng thiền đi chăng nữa cũng là trả nợ không đủ nữa. Ghê chưa, nghề sát sanh đó. Ở trên thành phố ngày xưa những đức sống ngay đường Xuân Nguyệt Ánh kìa, mấy cái nhà hàng lớn mà những đức biết rành những người chủ đó luôn. Vậy mà có 5-6 năm sau mà mấy người quen những đức ngày xưa trên thành phố báo những đức biết là sao. Bây giờ một cái nhà không có ở. Vì coi cái nghề sát sanh đó, quý vị coi qua cái câu chuyện mà chú Nguyễn Văn Công mà ngày xưa tỉnh Thất Quan Âm mà hộ niệm không? Mẹ một ngày vậy là đập đầu chó, đầu mèo, rồi cắt cổ gà. Con của bà chết lằn lằn chết kỳ cục. Tới chú Nguyễn Văn Công đó là bị ung thư xương, cái chân nó to, cái lỗ nó bự trong cái chân gì nè. Hộ niệm với chú mà mỗi ngày cứ moi thịt ra cả chén rồi túi vậy đó. Đây là chính ta hộ niệm ta nói mà. Chính những đức nhận cái ca đó nè. Nó cuối cùng tới chú Nguyễn Văn Công là tiền không còn một cắc, gia đình tan nát, con chết sạch. Còn có chú Nguyễn Văn Công với một đứa con gái, còn mấy thằng kia bị điện giật này kia chết chưa. Thấy chưa, cái nghề sát sanh đó một ngày, bà nói là một ngày bà kiếm được gần 20 triệu tiền lời. Đập đầu chó, cắt cổ gà, bỏ tùm lum chỗ hết, một cái mối lớn vô cùng. Vậy mà cuối cùng bệnh sạch nhấp hết chân luôn đó. Nên cái nghề sát sanh không có tồn tại đâu quý vị ơi. Nên mình mà nghe Phật Pháp rồi, thí dụ như bây giờ mình ăn chay trường được, chồng hay vợ mình bây giờ mà chưa có ăn chay được mà mình còn ăn mặn đó, đừng có giết chúng sanh còn sống trong nhà. Vì giết chúng sanh còn sống trong nhà là quán quỷ nó tập trung vô nhà mình lộn xộn. Mình mua thịt ở ngoài chợ mà rồi về làm cho gia đình người thân ăn đỡ hơn nhiều. Tại vì bây giờ mình làm vợ người ta, mình ăn chay, nhưng mà chồng mình còn ăn mặn, con mình còn ăn mặn, thì mình bây giờ mình phải làm đồ mặn, nhưng mà mua thịt làm gòi, đừng có đem con gà con cá còn sống đem về nhà làm, nghe không? Nó đỡ dữ lắm đó quý vị, nhớ đó. Nên những điều mà những đức chia sẻ đây quý vị nghe rồi nó có sự lợi ích cho quý vị lắm á. Đừng có nói ăn chay mà thiếu chất dinh dưỡng. Những đức có thiếu dinh dưỡng đâu, những đức có uống sữa đâu, uống sữa có còn nhỏ thôi. Bây giờ sữa không uống, nước ngọt không uống, bánh ngọt không ăn, vậy mà cũng mập à. Bây giờ gần 70 kg rồi à, mà đừng mập nữa, mập nữa nó lùn, đúng không? Cỡ cái tướng gì là khỏe vừa đó. Lại Quan Âm còn đứng lên đứng xuống ngon lành, đúng không? Khi lại xuống mà còn lại sát được, đúng không? Còn gặp mà mai mốt một cái bụng nó bự mà nó mập ra thêm, mà lại là cái bụng nó đội lên á, thua luôn. Lại một chút là thở không nổi luôn, thấy không? Nên từ nơi đó ăn chay nè, làm gì đâu. Đi tu 11 năm lên ký chứ không có ớt. Hồi xưa ngoài đời chỉ có 52-53 kg, bây giờ gần 70 kg. Đi tu 11 năm nay, tu thì không có bao nhiêu được ngon lành gì hết, nhưng mà lên ký, lên được 10 mấy kg. Nó thấy chưa, từ nơi đó quý vị thấy. Trước nhất là những đức thấy có niềm vui, cái chuyện cao xa những đức không nói tới, nhưng mà những đức thấy 11 năm nay đi tu càng vui. Đối với danh lợi nhẹ nhàng, không có nặng nề nữa đó. Tu sao không biết, nhưng mà tôi thấy tôi vui đó. Chuyện cao xa gì tôi không nói, mỗi ngày tôi sống vui, có thể thương người dù là xa lạ gặp nhau. Ai gì đập phở, đúng không? Dù mấy cô ngồi đông trong đây, những đứa có nhớ mặt mấy cô đâu. Mấy cô thì có thể biết mặt những đứa, mà những đứa không biết mấy cô là gì, đông quá những đứa cũng nhớ. Nên từ như đó chúng ta gặp nhau vẫn là gì? Ai với đập vợ. Ai cười với mình thì mình rồi không cười với mình cũng ai với đập vợ, đúng không? Còn cười với mình thì cười lại, có gì đâu, có mất mát gì đâu đó. Nên những đứa với hởm như ưa nói, Tết năm nay ai sắp xếp được về chùa ăn Tết, sắp xếp gia đình 29, 30, 1
thăm cha mẹ hai bên đâu vào đó hết. Có lì xì cho cha mẹ, đặt số máy tặng cho bà con dòng họ. Mùng 2 đi vô chùa ăn Tết, mùng 5 về. Đó, vô đây. Trời ơi, thôi qua mùng 6 đi hả gì. Năm nay mùng 6 tổ chức chương trình mừng thọ cho các cụ. Thấy không? Nên cha mẹ khắp nơi nơi về đây được mừng thọ. Chương trình mừng thọ mấy bà già vui lắm mấy vị ơi. Mừng thọ là đông lắm. Ngay ngày mùng 6, năm nay mùng 3 Tết là chúng ta cộng tu đó. Mùng 6 Tết là chúng ta tổ chức mừng thọ cho các cụ già. Mấy vị coi thấy không? Cái tâm niệm đều là nghĩ với người ta thôi à. Chứ Tết nhất cái mua đồ đạc rồi ngày xưa trời ơi đi làm bây giờ là chuẩn bị kiếm tiền năm nay mua bảy nó bộ đồ coi. Thấy không? Còn bây giờ đi tu có mua đồ đạc gì đâu. Đâu nghĩ mua đồ đạc gì đâu quý vị. Nó vẫn là nó thôi. Đâu có gì đâu. Nó bận mua đồ gách cũng là những đức, mà bận mua đồ mới cũng là những đức à. Miễn làm sao mình sống vui là tốt quý vị. Nên tất cả các cô mà những đức hướng dẫn các cô càng ngày càng bình thường. Bình thường. Bình thường là đạo. Hiểu không? Mà Phật tử mình hướng dẫn công nhận đặc biệt nha. Nhìn xuống thấy tần số sao cùng quá. Cùng tần số với mình á. Không nhìn tóc tai nữa không? Nó đơn giản đúng không? Cô nào chú nào cũng đẹp nha. Đẹp đây là đẹp tự nhiên quý vị. Tự nhiên theo thời gian á. Đúng không? Trẻ thì đẹp theo trẻ, mà chung chung thì đẹp chung chung, mà già thì đẹp già. Đó, đây là gọi là đẹp theo cái nét đẹp tự nhiên. Chứ không phải già mà muốn nó trẻ lại. Nó trẻ đó không có tự nhiên đâu nghe không? Trẻ đó kỳ cục lắm. Đó, thấy không? Thì coi nguyên một dàn Phật tử đó. Đúng là mình á, cái khuôn ra sao thì nó ra vậy à. Cái chén thì ra cái chén, mà cái tô thì ra cái tô thôi đúng không? Nên quý vị cứ làm sao làm một con người đơn giản nhất thôi. Tóc đen để tóc đen, bạc thì để bạc. Cơ cơ kìa cô hỏi, vậy là lỡ rụng cái răng thì sao thầy? Nhất Đức nói thôi tiện về thì chồng đi. Cái đó thì cần ăn á. Nó nên từ nơi đó là một con người bình thường, đơn giản, tự nhiên mà xong. Vậy thì quý vị sẽ coi cuộc đời quý vị sẽ sống đặc biệt đến mức nào. Quá đặc biệt. Con người sống đặc biệt nhất là con người như thế nào quý vị? Đúng không? Biết cười. Biết cười trong mọi trường hợp. Chứ không phải nói rằng giàu mới cười nghe chưa. Nghèo không được cười. Những đức nói là người mù những đức hướng dẫn cũng biết cười nữa. Mù cũng cười nữa. Tại vì sao cuộc đời này khổ quá khóc thêm chi nữa. Những đức nói đi về chùa những đức mà ghét nhất là cái người mà người buồn. Quýnh cái người buồn. Ai buồn là bị đánh. Tại vì sao? Vì cái cõi đời này vì buồn khổ mà nó xảy ra nhiều vấn đề. Nên chúng ta phải làm sao sống mỗi ngày trong mọi hoàn cảnh. Hoàn cảnh nào chúng ta sống tốt, sống vui trong hoàn cảnh này. Đừng có lo xa cái sự việc của cuộc đời mình quá. Đúng không? Đừng có lo xa quá sự việc của cuộc đời mình. Bây giờ còn trẻ quá cố gắng làm ăn, để mai mốt già cả nó có của cải để mà sử dụng. Cả đời mình sống vậy nó không đặc biệt đâu quý vị à. Tích lũy đức vẫn là đặc biệt hơn nhiều hơn tích lũy tiền. Nên chùa mình ngày Chủ nhật với ngày thứ bảy là nhiều người, những người cặp vợ chồng về đây đông lắm. Ai cũng phần nhiều ta hưởng được cái hương vị của tu hành. Nên một con người mà có thể tiếp nhận giáo dục và có được cái nhân cách đạo đức để sống thì vui lắm. Nó không có nói về cái chuyện giàu nghèo ở trong đây đâu. Vui là vui à. Chứ không phải nói giàu mới vui, hiểu không? Nhớ con người nó có nhân cách đạo đức thì nó không muốn làm khổ ai. Mình đã không muốn làm khổ ai thì làm sao mà mình khổ được. Mình làm khổ người ta thì mình sẽ khổ thôi.
mình sẽ bất an, phải không? Ví dụ chúng ta coi phim hay coi chuyện gì, chúng ta thấy không, một con người mà họ ác, ác tâm, họ hại người, dù là người ta chưa biết, nhưng mà trước nhất là họ cứ thường là gặp ác mộng, sợ hãi. Mà cái tác hại từ cái nội tâm mà sợ hãi mà nó làm mình khổ còn ghê gớm hơn là mình chết một lần. Cái đó gọi là chết lần chết hồi, mà nhất là cái tâm ác. Nên con người chúng ta nghe đạo rồi, mình không muốn làm ai khổ. Tại mình không muốn làm ai khổ thì mình đâu có khổ. Mình muốn cho người ta vui thì mình sẽ vui thôi. Mình muốn cho người ta có cuộc sống thì mình sẽ có cuộc sống thôi. Chắc chắn là như vậy luôn. Nhưng Đức thấy rằng là nhiều người chúng ta không hiểu, chúng ta nghĩ rằng là những cái gì tốt nhất đem lại cho mình, mà mình quên đi là mình muốn tất cả những điều tốt đẹp đến với mình thì mình phải đem những cái tốt đẹp cho người ta trước đi. Đừng có suy nghĩ cho mình thì nó sẽ đến với mình. Những Đức thấy rất là rõ ràng. Thí dụ như bây giờ chùa mình rất là đông người đi, nhưng mà Tết nhất chúng ta ăn bánh một tháng giêng chưa hết. Một tháng giêng ăn bánh chưa hết. Thí dụ như bây giờ chùa mình hai bên đạo tràng, Những Đức mua bánh là phải tầm tầm khoảng cỡ 200 triệu. Những Đức mua bánh mà cho các cụ rồi cho Phật tử khắp nơi nơi luôn. Đòn đòn đến cứ là bánh dọn ra rồi xong cứ tiếp tục. Hết rồi cứ bày ra trong một tháng giêng. Thì vị nghĩ đi, vậy đó mà người ta đem lại cứ mình đưa cho người ta ăn, người ta đem lại, mình đưa cho người ta ăn, người ta đem lại cho mình đó. Thí dụ như bây giờ quý vị kiểm chỗ này là thấy rõ ràng à, quý vị đến với người ta là người ta không bỏ rơi quý vị đâu. Thí dụ như giờ nhà mình trồng được cây đu đủ nó có 20 trái, quý vị bẻ 10 trái bị cho 10 nhà, còn 10 trái để nhà mình. Rồi thấy 10 trái còn nhiều quá, cái mình bẻ thêm 2 trái nữa, mình cho thêm 2 nhà nữa đi, còn 8 trái. Cái mình thấy còn 8 trái cũng nhiều quá, thôi bẻ thêm 2 trái nữa đi, cho thêm 2 nhà nữa, còn 6 trái. Được rồi, 6 trái để nhà. Thì tất nhiên là cái nhà khác họ sẽ trồng được cái mít, họ sẽ nhất định họ sẽ bẻ một cái mít đem lại cho mình. Rồi 14 căn nhà kia mình cho 14 trái đu đủ, mỗi một nhà nào là trồng mít, trồng xoài hay trồng cái gì đó. Tại vì mình đã đến với người ta, mình không có kêu người ta đem đến cho mình, nhưng mà cái tâm con người, người ta đến với mình thì mình phải đến với người ta. Thấy không? Đó, giống như cầm banh luyện vô tường vậy nè. Luyện mạnh thì chỉ gọi cho chúng mình mạnh, luyện nhẹ chúng nhẹ. Gieo nhân gì gặt quả báo nấy là gì á. Nên cái tâm mình đến với người ta mình đừng có suy nghĩ. Nhưng mà ngộ lắm, người ta trong lòng người ta cũng bị đột phá ngay chỗ này nè. Người ta đến với mình tốt như vậy, mình phải đến với người ta tốt chứ. Thí dụ như bây giờ nhà mình nấu nồi chè, mình bưng mấy tô chè cho mấy nhà, còn nhiêu nhà mình ăn. Vậy mà mai mốt nhà kia người ta nấu bánh gì đó, người ta cũng đem lại dĩa cho nhà mình. Mình có chè, mình được ăn chè, người nhiều nhà kia nấu bánh này bánh kia đem lại cho mình ăn, tức khắc mình cũng được ăn những loại bánh kia, mà nhà mình ăn chè mình cũng được ăn chè. Còn nếu như mình nói hồi bữa nay ăn dư úp lại mai ăn, vậy thì chúng ta chỉ được ăn chè chứ không được ăn bánh khác, đúng không? Đó, nguyên lý là vậy đó. Đó, nên gọi là nhân cách đạo đức sống thường an vui. Con người có nhân cách đạo đức thì sống thường an vui là gì đó. Nó tại vì mình không có cái tâm ích kỷ, mình không có cái tâm chỉ nghĩ mình thôi. Nên nó có những người mà tại sao mà chúng ta nghèo, chúng ta cứ kiệt quệ nghèo, nó nghèo 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 cả nghèo luôn. Vì sao thì biết không? Cái nghèo ngay chỗ này nè. Phật đã nói là bố thí thì giàu có, nhưng mà bây giờ nghèo quá làm sao bố thí thầy? Anh không có tiền bố thí, nhưng cả cái tâm anh cũng không có luôn. Nó chết ngay anh là ngay cái anh không có cái tâm. Phải chi mà anh không có tiền bố thí thì chuyện này không nói. Nhưng mà thí dụ như anh gặp người ta làm một điều gì thiện, anh cảm thấy rằng là trong lòng anh hoan hỷ. Cũng như có một lần đi làm từ thiện mà con nhỏ ca sĩ này nó làm nổi bật lắm á. Nó đi đến nó làm từ thiện. Những đứa coi chương trình, những đứa thấy
Người ta đi làm từ thiện là tự tiền của người ta, hoặc là tiền người ta, ai đóng góp chuyện của người ta, nhưng mà chính người ta đứng người ta đi làm. Mà đi đến nguyên một cái làng đó thì tự nhiên có khoảng 4-5 người đứng lên nói rằng một số người ở trong đây nè thì nghèo dữ lắm, nhưng một số người tuy nhà ngập nhưng nhà họ mấy tầng, ngập ở dưới lầu dưới, nhưng mà họ lên trên lầu họ còn thức ăn, thì sao mà cho họ được? Trong lòng những đức nói đúng là cái thứ nghèo cùng. Vì sao? Cái tâm này là cái tâm nghèo cùng. Vì biết sao không? Vì của người ta cho, mình chỉ là người đến nhận, người ta muốn cho ai mình tỳ hỷ, chỉ có tỳ hỷ cũng làm không được nữa, mà của người ta mà mình cũng không tỳ hỷ, mà tức tối là cái nhà này đâu phải nghèo quá đâu mà cho. Cái chuyện đó chuyện của người ta, cái chuyện của ban tổ chức, còn mình là người đến nhận, miễn sao mình được nhận thôi, còn người ta cho ai là chuyện của người ta. Mình cảm thấy người ta làm được gì, mình nói trời ơi, mình mà của cải mà có được, mình cũng học theo cái người này, sống như vậy có ý nghĩa, sanh không mang đến, chết không mang đi, thiệt là tỳ hỷ thiệt đó nghe. Chỉ cần một câu vậy thôi, mình không tốn tiền mà mình cũng được nhận tiền, mà cái tâm đó là tâm gì? Tâm đó là tâm gọi là tỳ hỷ bố thí. Thấy chưa? Nó chỉ có cái tâm đó thôi mà không được, mà 3-4 ông lùng xí cà que đứng lên khiếu nại. Nhà cái giàu gì sao cho chi ạ? Thấy không? Đâu phải của mình đâu. Đó. Nên trong nhà Phật nói á, bạn có cái tâm bố thí bạn còn không có, chứ đừng nói dám đem của ra cho người ta. Nên Phật nói là tâm không có tâm bố thí thì là nghèo nàn đời này. Nó nghèo, nó càng ngày nó nghèo thêm. Nên nhiều người nói trời ơi nghèo quá, làm sao mà bố thí, phải chi mà chờ Phật cho chúng tấm giấy số thì tôi bố thí. Chưa chắc. Trời ơi, thường là nghèo là ưa gì nè, thắp một cây nhang trên bàn thờ ông bà hoặc bàn thờ Phật này. Phật ơi, ông bà ơi, nhà con nghèo lắm, ông bà với Phật cho con trúng 2 tấm giấy số đi, rồi con sẽ làm từ thiện cho con, con mua cái đầu heo con cúng cho ông bà này kia được. Quý vị suy nghĩ, nếu như chờ Phật và ông bà mà muốn ăn đầu heo để cho chúng ta 2 tấm giấy số để ăn cái đầu heo á, vậy thì ông bà chờ Phật lấy tiền để mua đầu heo ăn ngon hơn, còn lựa đầu heo ngon mua nữa, đúng không? Đi cho tiền mình rồi mình cho đầu heo làm chi? Mình tính toán ghê quá, cho 2 tấm giấy số mà cúng con cái đầu heo. Thấy chưa thì coi ha. Đúng là nó tầm bay tầm ba gì đâu. Con người mình trong mạng nó có phước bao nhiêu trăm triệu, bao nhiêu tỷ bạc, xong á bây giờ mình muốn có liền nên mình mua mấy tấm giấy số, thì tức khắc cái đồng tiền nó đổ lại. Nhưng mà thí dụ như trong mạng mình nó có Thạnh 4 tỷ, chúng giấy số 3 tỷ là hết trơn, 4 tỷ trừ tỷ. Tại vì mình muốn có liền, mình muốn có liền. Thí dụ như vậy mới là đủ duyên nè. Tự nhiên nó đem 4 tấm giấy số lại vứt cho mình vậy. Nó đem năn nỉ hoài vứt cho mình vậy đó. Rồi mình thấy tội nghiệp quá nè, thôi được rồi con nè, vậy để chú lấy đại đi. Chiều cái tự nhiên mình không có dò luôn, nó chạy lại nó nói chú ơi, chú trúng 4 tấm giấy số rồi. Đó, đây gọi là duyên tự nhiên đến. Còn nếu như trong tâm của mình mà đi mua số đề, số đuôi rồi giấy số mà mình muốn trúng số, muốn là phan duyên. Nên trong mạng nó phải có số tiền hơn cái đó, nhưng muốn như vậy thì nó có. Nhưng mà nó trúng số thì tức khắc nó giảm cái phước trong mạng. Vì cái tiền giấy số là cái tiền này tiền kia nhiều quá, nhiều loại tiền nó bỏ vào đồng tiền giấy số. Nên khi mà mình muốn trúng thì cái tâm mình là nó phan duyên. Mà khi nó có được cái tiền giấy số này nhanh quá, có khi về bắt đầu xài thả ga, ăn cho hư hỏng. Có khi lúc nghèo chưa hư mà trúng số lại hư. Lúc nghèo vợ chồng hạnh phúc mà trúng số vợ chồng chia tay. Lúc nghèo con cái ngoan ngoãn mà trúng số là con hư. Có không? Có. Nó có thành phần này mà. Đó thì quý vị suy ra sẽ biết được là
nó chưa có duyên đến mà mình phan duyên thì nó cũng có, là do trong mạng nó có, chứ không phải là hay may mắn hay là đi cầu cạnh gì mà có. Không phải, trong Phật pháp không có nói như vậy, mà là chúng ta có phước chúng ta mới có, hiểu không? Nó nên nhớ quý vị, một buổi nói chuyện gần tiếng rưỡi đồng hồ, chúng ta nghe có nhiều cái lợi ích nha. À, quý vị về cố gắng niệm Phật, A Di Đà Phật. À, chúng ta chắp tay hồi hướng quý vị. Nguyện đem công đức này hướng về không tất cả tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ. À, hôm nay quý vị về đây rất là đông. À, chúng ta dự ngày lễ vía Đức Phật A Di Đà ngay ngày 17 tháng 11 2020. À, chúng ta giờ này cộng tu buổi trưa, những đức vừa chia sẻ Phật pháp xong, giờ này chúng ta ra bên ngoài để phóng sanh. À, toàn thể đại chúng niệm Phật nghe pháp phóng sanh, nguyện đem công đức này nguyện cầu an trên là Đại Lão Hòa Thượng Viện Chủ và toàn thể đại chúng và gia quyến quý vị. À, nguyện cho họ được hưởng những công đức này, mọi người đều khỏe mạnh, sống an vui, sống hạnh phúc và biết niệm Phật tu hành để cầu sanh về thế giới cực lạc. Và chúng ta nguyện đem công đức này nguyện cầu siêu cho củ quyền thất tổ, ông bà cha mẹ trong đời này hay nhiều đời nhiều kiếp mắc mà chưa được siêu thoát, và hương linh thai nhi vì nghiệp phá thai, chiến sĩ trận vong, đồng bào tử nạn, thập nhị loại cô hồn ngạ quỷ hà sa, hữu quỷ vô danh, hữu danh vô vị đều được thừa hưởng những công đức này, đều phát bồ đề tâm niệm Phật để cầu sanh về thế giới Tây Phương cực lạc. À, chúng ta hôm nay phóng sanh chim rất là nhiều. Ví dụ như chúng ta khi bị nhốt mà ai thả mình rất là mừng. Bây giờ những con chim này nó đang bị nhốt trong lòng mà mình thả nó cũng mừng. Nên Phật dạy mình đem tài thí mà phóng sanh, tài thí thì được giàu sang. Chúng ta quy y niệm Phật những chúng sanh nghe đó là pháp thí. Pháp thí thì được thông minh và trí tuệ. Chúng ta thả những chúng sanh này bay đi đó là vui vẻ, an vui, bình an. Đó là tu hạnh vô ý thí. Vô ý thí thì được tuổi thọ kéo dài, sức khỏe. Quy y Phật không đọa địa ngục, quy pháp không đọa ngạ quỷ, quy tăng không đọa bàn sanh. Quy Phật không đọa địa ngục, quy pháp không đọa ngạ quỷ, quy tăng không đọa bàn sanh. Quy Phật không đọa địa ngục, quy pháp không đọa ngạ quỷ, quy tăng không đọa bàn sanh. À, chúng ta đồng niệm Phật để thả chim nha. A Di Đà Phật. 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 Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ. A Di Đà Phật. Mời quý vị xuống chay đường để dùng cơm nha. À, chúc quý vị dùng cơm ngon miệng. A Di Đà Phật. Nam mô 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 A Di Đà Phật.
Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật.